Top 5 loài thú săn mồi nguy hiểm nhất bạn phải biết. Khi nhắc đến những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên, chúng ta không thể không kể đến những loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, sở hữu sức mạnh vượt trội và kỹ năng săn mồi tinh vi. Những loài thú ăn thịt này không chỉ là cơn ác mộng của con mồi mà còn là những bậc thầy trong việc tồn tại trong các môi trường khắc nghiệt. Từ sư tử, vị vua của thảo nguyên châu Phi, đến cá mập trắng lớn, nỗi ám ảnh của biển sâu, chúng đều có khả năng săn mồi và sinh tồn đáng kinh ngạc. Mỗi loài đều có những phương pháp săn mồi riêng biệt, kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và trí thông minh, tạo ra những chiến lược độc đáo giúp chúng thống trị hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Hãy cùng khám phá 5 loài thú ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh để hiểu rõ hơn về cách chúng kiểm soát thế giới tự nhiên và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. 1. Sư tử, Panthera leo. Sư tử là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu trên đồng cỏ châu Phi. Điều đặc biệt ở loài này chính là cách chúng săn mồi theo bầy đàn. Sư tử sống thành những nhóm nhỏ, thường là từ 10 đến 15 con, và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc săn mồi. Chiến lược này giúp chúng dễ dàng hạ gục những con mồi lớn hơn như linh dương, trâu rừng hay thậm chí là voi con. Ví dụ điển hình về sức mạnh của sư tử là cảnh tượng săn đuổi trâu rừng được ghi lại ở vườn quốc gia Serengeti, nơi một bầy sư tử có thể hạ gục con mồi nặng hàng trăm kg chỉ trong vòng vài phút. Không chỉ có khả năng săn mồi đáng gờm, sư tử còn là loài sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng nể. Một cú lao nhanh của sư tử có thể đạt tốc độ 80 km/h, giúp chúng dễ dàng rút ngắn khoảng cách với con mồi. Tuy nhiên, cú lao này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, đòi hỏi chúng phải tính toán kỹ lưỡng thời điểm và khoảng cách trước khi tấn công. Hơn thế nữa, hàm răng sắc bén và móng vuốt mạnh mẽ giúp sư tử có thể cắn và xé con mồi một cách dễ dàng, làm chúng ngạt thở chỉ sau vài cú cắn vào cổ. Vị trí của sư tử trong hệ sinh thái châu Phi là không thể phủ nhận. Là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng không chỉ kiểm soát số lượng con mồi mà còn ảnh hưởng lớn đến các loài khác. Việc thiếu vắng sư tử trong một số khu vực đã dẫn đến sự gia tăng đột biến của các loài động vật ăn cỏ, làm thay đổi cấu trúc của hệ sinh thái. Sư tử thực sự là một biểu tượng cho sức mạnh và sự thống trị trong tự nhiên. 2. Cá mập trắng lớn, Cacharodon cachariat. Nếu như sư tử thống trị đồng cỏ châu Phi, thì cá mập trắng lớn chính là vua của biển cả. Với kích thước khổng lồ, có thể dài tới 6 mét và nặng hơn 2.000 kg, cá mập trắng lớn là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất dưới biển sâu. Một ví dụ nổi bật về sự nguy hiểm của loài này chính là những vụ tấn công ở vùng biển ngoài khơi Australia, nơi cá mập trắng thường săn hải cẩu, cá voi nhỏ và thậm chí cả con người khi chúng nhầm lẫn. Một trong những kỹ năng đặc biệt của cá mập trắng lớn là khả năng cảm nhận điện từ trường, giúp chúng phát hiện con mồi ngay cả trong bóng tối của đại dương. Điều này cực kỳ hữu ích trong các cuộc săn mồi ban đêm hoặc khi con mồi ẩn nấp sâu dưới biển. Hơn nữa, cá mập trắng có lực cắn lên tới 18.000 Newton, mạnh mẽ đủ để xé toạc xương và thịt của các loài động vật lớn. Với cú lao bất ngờ từ dưới đáy biển, cá mập trắng thường nhắm vào phần yếu nhất của con mồi, như cổ hoặc bụng, và một khi đã tấn công, ít có loài nào có thể thoát khỏi. Không chỉ là kẻ săn mồi tài ba, cá mập trắng còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái dưới đại dương. Bằng cách kiểm soát số lượng các loài hải cẩu và cá lớn, chúng giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của các loài này, bảo vệ môi trường biển khỏi những biến đổi tiêu cực. 3. Gấu Bắc Cực, Ursus maritimus. Gấu Bắc Cực là một trong những loài săn mồi lớn nhất và mạnh mẽ nhất hành tinh. Chúng sống trong môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi mà cái lạnh có thể giết chết bất cứ loài nào không thích nghi tốt. Với trọng lượng lên tới 700 kg và chiều dài cơ thể hơn 2,5 m, gấu Bắc Cực có thể săn và giết chết những con hải cẩu hay cá ở vùng băng tuyết. Khả năng bơi lội của gấu Bắc Cực là một trong những yếu tố giúp chúng trở thành kẻ săn mồi đáng sợ. Chúng có thể bơi liên tục trong nhiều giờ, di chuyển qua các khoảng cách xa trên biển để tìm kiếm thức ăn. Một chiến lược săn mồi phổ biến của gấu Bắc Cực là chờ đợi tại các lỗ thở của hải cẩu. Khi hải cẩu ngoi lên để thở, gấu Bắc Cực sẽ bất ngờ tấn công, dùng móng vuốt mạnh mẽ để kéo con mồi lên băng và kết liễu nó. Một ví dụ nổi bật về sự nguy hiểm của loài này là khi gấu Bắc Cực phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thức ăn. Những nghiên cứu ở vùng Bắc Cực cho thấy khi nguồn thức ăn tự nhiên cạn kiệt, gấu Bắc Cực trở nên hung dữ hơn và thậm chí có thể tấn công con người để sinh tồn.
Điều này cho thấy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, gấu Bắc Cực vẫn luôn là một mối đe dọa lớn trong tự nhiên. 4. Hổ Bengal, Panthera tigris tigris. Hổ Bengal được coi là một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất trên đất liền. Với bộ lông vàng đặc trưng, hổ Bengal không chỉ có vẻ ngoài uy nghi mà còn sở hữu kỹ năng săn mồi vô cùng tinh vi. Chúng sinh sống chủ yếu ở rừng rậm Ấn Độ và một số vùng thuộc Bangladesh, Nepal. Điều đáng chú ý về loài này là chúng săn mồi đơn độc, trái ngược với sư tử. Điều này đòi hỏi hổ Bengal phải dựa hoàn toàn vào sự nhanh nhẹn, sức mạnh và sự kiên nhẫn của mình để hạ gục con mồi. Kỹ năng rình mồi của hổ Bengal là một ví dụ điển hình về chiến thuật săn mồi tự nhiên. Chúng có khả năng tiếp cận con mồi mà không gây ra tiếng động, bất ngờ tung cú lao mạnh mẽ vào con mồi khi khoảng cách đủ gần. Một điểm nổi bật của hổ Bengal là cú lao nhanh chóng và quyết đoán với lực cắn cực mạnh, thường nhắm vào cổ để nhanh chóng làm con mồi ngạt thở. Ví dụ điển hình là các vụ tấn công của hổ Bengal vào những con mồi lớn như trâu rừng, nai, thậm chí cả cá sấu. Trong một trận săn nổi tiếng được ghi lại ở Sandaban, hổ Bengal có thể hạ gục một con trâu rừng nặng gần 1.000 kg chỉ với một cú lao và cắn duy nhất. Một đặc điểm đáng chú ý khác của hổ Bengal là khả năng bơi lội xuất sắc. Không chỉ giới hạn trong rừng rậm, hổ Bengal còn săn mồi dọc theo các con sông và đầm lầy, nơi chúng có thể đuổi theo con mồi ngay cả khi phải lội qua nước sâu. Sự thích nghi này đã giúp chúng mở rộng phạm vi săn mồi, từ động vật trên cạn đến cả những loài thủy sinh như cá sấu và cá lớn. Về mặt sinh thái, hổ Bengal đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Chúng kiểm soát số lượng các loài động vật ăn cỏ, ngăn ngừa tình trạng gia tăng quá mức có thể dẫn đến suy thoái rừng. Tuy nhiên, do nạn săn bắt trái phép và sự thu hẹp của môi trường sống, số lượng hổ Bengal đã giảm sút nghiêm trọng, biến chúng thành loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì thế, việc bảo vệ loài này không chỉ là bảo vệ một kẻ săn mồi đáng sợ mà còn là bảo vệ sự cân bằng tự nhiên của rừng nhiệt đới. 5. Cá sấu nước mặn, Crocodylus porosus. Cá sấu nước mặn, hay còn gọi là cá sấu chúa, là loài bò sát lớn nhất và cũng là kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong môi trường sông nước. Với chiều dài có thể lên đến 7 mét và nặng hơn 1.000 kg, cá sấu nước mặn không chỉ là vua của các con sông và đầm lầy ở Đông Nam Á và Úc mà còn là loài động vật có lực cắn mạnh nhất trong thế giới tự nhiên, vượt xa cả cá mập trắng lớn và hổ Bengal. Cá sấu nước mặn săn mồi dựa vào chiến thuật phục kích, lợi dụng khả năng ngụy trang trong nước và sự kiên nhẫn. Chúng nằm chờ dưới mặt nước, chỉ để lộ đôi mắt và mũi, rồi bất ngờ lao ra khi con mồi đến gần. Với lực cắn lên tới 16.000 N, cá sấu có thể nghiền nát bất cứ con mồi nào, từ cá, chim cho đến các loài động vật lớn như hươu, bò và thậm chí là trâu. Một ví dụ điển hình về sự hung dữ của cá sấu nước mặn là câu chuyện ở miền Bắc Australia, nơi có nhiều vụ tấn công người do cá sấu gây ra, thậm chí cả những chiếc thuyền nhỏ cũng có thể bị chúng lật ngược trong lúc săn mồi. Cá sấu nước mặn không chỉ nguy hiểm vì sức mạnh và chiến thuật săn mồi, mà còn bởi khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Chúng có thể di chuyển qua các khoảng cách xa, từ sông ngòi, đầm lầy cho đến vùng biển, với khả năng bơi lội nhanh chóng và bền bỉ. Điều này giúp cá sấu nước mặn có phạm vi săn mồi rất rộng và khó có kẻ thù tự nhiên. Một điều thú vị là chúng có thể sống sót qua những thời kỳ khô hạn dài nhờ khả năng điều chỉnh cơ thể và tiết kiệm năng lượng. Về mặt sinh thái, cá sấu nước mặn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái nước ngọt và vùng ven biển. Chúng giúp kiểm soát số lượng các loài động vật như cá, chim nước và động vật có vú lớn, ngăn chặn sự bùng nổ của những loài này và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loài thú săn mồi khác, cá sấu nước mặn hiện đang bị đe dọa bởi sự phá hủy môi trường sống và nạn săn bắt trái phép. Từ sư tử đến cá mập trắng lớn, từ hổ Bengal đến cá sấu nước mặn, chúng ta đã có cái nhìn sâu sắc về những loài săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên. Mỗi loài đều có những kỹ năng và chiến lược độc đáo giúp chúng sinh tồn và thống trị hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nhận thức về vai trò của các loài này trong việc duy trì sự cân bằng của môi trường tự nhiên. Nếu một loài thú săn mồi biến mất, toàn bộ hệ sinh thái có thể bị xáo trộn, dẫn đến những hệ quả khó lường như sự bùng nổ của các loài con mồi và sự suy thoái của môi trường. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ những loài thú ăn thịt đáng sợ này không chỉ là sự ngưỡng mộ trước sức mạnh và khả năng săn mồi của chúng,
mà còn là sự hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Bằng cách giữ cho các loài này tồn tại và phát triển, chúng ta cũng đang bảo vệ chính hành tinh mà chúng ta sống, đảm bảo rằng những hệ sinh thái quý giá sẽ không bị phá hủy. Cuối cùng, những kẻ săn mồi lớn trong tự nhiên không chỉ là hình ảnh biểu tượng của sự mạnh mẽ, mà còn là lời nhắc nhở cho con người về sự mỏng manh của tự nhiên. Chúng ta cần hành động ngay để bảo vệ những loài động vật này, không chỉ vì chúng đáng sợ, mà vì chúng là chìa khóa để duy trì sự sống trên trái đất.